Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Tài chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cùng với kiểm soát tốt lạm phát, chính phủ chủ trương không thắt chặt chính sách tài khóa và tiền tệ. Vào sáng ngày 7 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng ASEAN mở rộng gọi tắt là ASEM Cộng do Việt Nam chủ trì. Sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, chính phủ luôn đồng hành với các doanh nghiệp và địa phương để tìm ra phương án tháo gỡ kịp thời, giúp các doanh nghiệp sớm quay lại với đà phát triển tốt nhất. Thưa quý vị, cùng với kiểm soát tốt lạm phát, chính phủ chủ trương không thắt chặt chính sách tiền tệ, tiền tài khóa và tiền tệ. Vì thế, Bộ Tài chính cần nghiên cứu để sớm báo cáo cấp có thẩm quyền về các chính sách tài khóa mở rộng linh hoạt để cỗ xe tam mã, đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu kéo nền kinh tế tăng tốc, phục hồi sau đại dịch COVID-19. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm nay của Bộ Tài chính. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ngành tài chính. Trong nửa năm qua đã có nhiều đóng góp vào kết quả ở cả ba trụ cột là phòng chống dịch, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Trong khi đã có 90 nước bị hạ bậc tín nhiệm hoặc điều chỉnh triển vọng, thì Việt Nam là một trong ít nước vẫn duy trì được hệ số tín nhiệm quốc gia. Tuy nhiên, trong trạng thái bình thường mới, nền kinh tế đang cần tư duy hoạch định chính sách mới để tạo động lực thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng cho biết, so với nhiều nước, thì không gian chính sách tài khóa tiền tệ của Việt Nam còn rất lớn. Nếu như các nước có tỷ lệ nợ công rất cao, mặt bằng lãi suất rất thấp, còn ở Việt Nam thì tỷ lệ nợ công vẫn ở mức khiêm tốn khoảng 55% tổng sản phẩm trong nước. Còn mặt bằng lãi suất vẫn cao trong khi tình hình kinh tế vĩ mô ổn định. Đây là lợi thế của Việt Nam trong phục hồi và phát triển kinh tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, các nước đã liên tục đưa ra các gói kích thích kinh tế khổng lồ lên đến 11.000 tỷ đô la Mỹ, đưa mức thâm hụt ngân sách toàn cầu lên gần 14% GDP. Vì thế, Bộ Tài chính cần nghiên cứu để đưa ra các gói kích thích kinh tế bằng chính sách tài khóa thông qua tiếp tục giãn, hoãn, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, đồng thời huy động thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển để kích thích tổng cầu, qua đó thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. Đối với động lực đầu tư của cỗ xe tam mã, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành tài chính tham mưu với chính phủ về cả giải pháp lẫn hành động có hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Vì với con số 700.000 tỷ đồng tương đương với 30 tỷ đô la Mỹ, nếu giải ngân được kịp thời để triển khai các dự án sẽ làm tăng tổng cầu, thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác phát triển và đây là động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vấn đề giải ngân vốn đầu tư công nửa tháng họp giao ban một lần để thúc đẩy kiểm điểm. Nguyên nhân vì sao? Biện pháp thế nào? Cái thứ hai là thành lập các đoàn kiểm tra của Trung ương do số bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo. Và thứ ba, kịp thời đề xuất điều chuyển vốn ngay tháng 8 này. Những địa phương, những ngành không làm được. Không có thể tình trạng y chèo như thế mà có chế tài mạnh trong vấn đề này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngành tài chính không chỉ đảm bảo thu chi mà còn phải nuôi dưỡng nguồn thu, đặc biệt là trong điều kiện khó khăn hiện nay. Vì thế, ngành phải chuyển trạng thái từ bị động sang chủ động để góp phần đưa cỗ xe tam mã là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu kéo nền kinh tế tiếp tục phát triển. Vào sáng ngày 7 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng ASEAN mở rộng, gọi tắt là ASEM Cộng do Việt Nam chủ trì. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự và phát biểu chào mừng hội nghị. Tham dự hội nghị gồm có trưởng ASEM Cộng các nước ASEAN và 8 nước cộng, gồm có Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Phó Tổng Thư ký ASEAN và thành viên các đoàn. Hội nghị nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất giữa các nước ASEAN và các nước đối tác trong khuôn khổ ADMM Cộng, chia sẻ quan điểm về tình hình an ninh thế giới, khu vực trong bối cảnh COVID-19 và hậu COVID-19 và kinh nghiệm của quân đội các nước trong tham gia ứng phó dịch bệnh. Các đại biểu cũng đã trao đổi một số nội dung công việc triển khai trong khuôn khổ ADMM Cộng làm cơ sở để chuẩn bị cho hội nghị ASEM và ASEM Cộng vào tháng 8 năm 2020 và hội nghị ADMM, ADMM Cộng vào cuối năm.
Theo kế hoạch, hội nghị ASEM Cộng sẽ được tổ chức vào tháng 8. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19, trên cơ sở tham vấn với các nước ADMM Cộng, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã quyết định tổ chức thêm hội nghị ASEM Cộng trực tuyến để kịp thời trao đổi quan điểm với các nước về tình hình an ninh thế giới và khu vực trong bối cảnh COVID-19 và hậu COVID-19. Tiếp tục với một thông tin vui với nền kinh tế của Việt Nam, báo cáo mới nhất của hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa đưa ra nhận định cho biết là Việt Nam là điểm sáng trong các nền kinh tế mới nổi tại châu Á. Và để tìm hiểu rõ hơn về nhận định của tổ chức này, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với bà Sagarikia Chandra, Phó Giám đốc đánh giá tín nhiệm quốc gia Fitch Ratings. Cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn với VTV. Tên của bản báo cáo được Fitch công bố là Việt Nam là điểm sáng trong các nền kinh tế mới nổi ở châu Á. Cơ sở của nhận định này là gì? Fitch dự báo Việt Nam là một trong 4 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ có mức tăng trưởng dương trong năm nay ở mức 2,8%. Sự thành công trong khống chế dịch bệnh từ sớm giúp nền kinh tế nội địa phục hồi sớm hơn nhiều so với các quốc gia khác. Chưa kể cơ hội hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển nguồn cung toàn cầu đang diễn ra. Vậy triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam trong thời gian tới ra sao? Xếp hạng hiện tại của Việt Nam là BB với triển vọng ổn định. Fitch dự báo sự phục hồi của Việt Nam trong nửa cuối năm nay và năm tới. Tuy nhiên, xếp hạng thời gian tới sẽ còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là vẫn luôn có rủi ro số ca mắc bệnh tăng trở lại, ngăn trở các hoạt động kinh tế. Thứ hai, Việt Nam là nền kinh tế mở nên vẫn bị ảnh hưởng nặng nề, chừng nào kinh tế thế giới còn đóng cửa. Như kiều hối hiện chiếm khoảng 6% GDP, rồi du lịch xuất nhập khẩu với Mỹ, Trung Quốc đều thiệt hại lớn. Thứ ba, vẫn có những rủi ro thua lỗ tiềm ẩn từ khu vực doanh nghiệp nhà nước hay rủi ro nợ xấu từ khu vực ngân hàng trong bối cảnh COVID-19. Một lần nữa cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn với VTV. Tuy là có những điểm sáng từ nhận định của Fitch Ratings, nhưng mà không thể phủ nhận dịch COVID-19 thời gian qua đã khiến cho tăng trưởng kinh tế của nhiều tỉnh thành trên cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số địa phương không chỉ tăng trưởng thấp mà thậm chí còn là tăng trưởng âm. Và vấn đề đặt ra vào lúc này là làm sao các địa phương có thể lấy lại sự tăng trưởng khi mà bước đầu Việt Nam đã khống chế được đại dịch COVID-19 thành công. Sau nhiều năm tăng trưởng cao, Quảng Nam lần đầu tiên đã tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm. Các tập đoàn lớn trên địa bàn như Thaco Trường Hải tuy vẫn duy trì sản xuất và không cắt giảm lao động, nhưng khó khăn chung đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của địa phương. Do vậy, để lấy lại đà tăng trưởng, ngoài các giải pháp kích cầu, giải quyết sản phẩm tồn kho, thì chính quyền các địa phương cần năng động hơn, phối hợp kịp thời với các bộ ngành trung ương xử lý các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, nhất là giải ngân, khơi thông dòng vốn đầu tư. Vướng mắc cần phải được tháo gỡ, mà không chỉ có Quảng Nam, các cái địa phương khác cũng vậy, và sự vào cuộc của Bộ Tài nguyên Môi trường để tháo gỡ những cái tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng về mặt cơ chế, đó là quan trọng. Thứ hai nữa là phải tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp khó khăn thuộc cái đối tượng được tiếp cận cái gói hỗ trợ của chính phủ từ nghị quyết 42, là phải phối hợp để mà các doanh nghiệp này tiếp cận được. Các quyết sách ưu đãi của chính phủ nhằm thúc đẩy sản xuất nhanh chóng hồi phục sau đại dịch COVID đang được khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, mấu chốt vẫn là doanh nghiệp cần linh hoạt, năng động hơn trong điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh cho phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt với miền Trung, đẩy mạnh kích cầu du lịch hiện được xem là giải pháp hữu hiệu. Trong khi chờ những cái hỗ trợ từ Trung ương và tỉnh, thì huyện cũng yêu cầu các chủ phương tiện, các nhà nghỉ, khách sạn, rồi các dịch vụ khác, để chúng ta kích cầu du lịch bằng thức niêm yết giá đúng và thể hiện sự thân thiện, sự đón khách một cách là chúng ta đón khách một cách là thân thiện, và các giá dịch vụ chúng ta phải niêm yết đúng và đủ, không thể nâng giá lên chặt chém khách là không được. Này thì huyện quán triệt rất rõ đối với chủ nhà khách sạn. Sự có mặt của các đoàn công tác từ bộ ngành trung ương cho thấy chính phủ luôn đồng hành với các doanh nghiệp và địa phương để tìm ra phương án tháo gỡ kịp thời, giúp các doanh nghiệp sớm quay lại đà phát triển tốt nhất. Đây cũng là cơ hội để các địa phương, các doanh nghiệp tham vấn các chủ trương chính sách trong quá trình hoạch định chiến lược phát triển cho thời gian tới.
Chỉ sau hơn 2 tháng thi công tới thời điểm này, dự án trạm biến áp 500 kV và đường dây 500 kV, 220 kV Trung Nam, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã đạt hơn 75% khối lượng công việc. Đây là dự án nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và nhiều nhà đầu tư năng lượng tái tạo vì là dự án đường truyền tải đầu tiên do tư nhân đầu tư ngay sau khi nghị quyết 55 của Bộ Chính trị được ban hành. 17 km thi công đường dây, địa hình là trên núi. Tuy nhiên, chỉ hơn 2 tháng sau khởi công, hiện Trung Nam Group đã lắp được 27 trên 34 trụ. Cùng với đó, 6 trạm biến áp cũng đã được lắp vào các vị trí và tiến hành lọc dầu đến ngày 7 tháng 8 sẽ hoàn thành. Đây là một kỷ lục trong ngành xây lắp đường dây 500 kV tại Việt Nam. Bởi nếu không được chuẩn bị nhân lực, thiết bị và tính toán chủ động, thì sau Covid-19 sẽ khó đạt được kết quả đề ra là tháng 10 sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục. Có những vị trí thì thi công 3K, những vị trí thì thi công 2K là xuyên đêm để đạt được cái tiến độ là vượt xa kế hoạch có khả năng rút xuống còn khoảng là 95 ngày thôi. Thi công nhanh nhưng giải phóng mặt bằng mới là then chốt trong việc hoàn thành tiến độ dự án đường dây và trạm biến áp 500 kV Thuận Nam. Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị ban hành đã kịp thời khắc phục được hạn chế về đền bù giải phóng mặt bằng khi cho phép tư nhân đầu tư vào lĩnh vực truyền tải điện. Dự án hoàn thành sẽ kịp thời giải phóng điểm nghẽn năng lượng tái tạo cho 11 dự án khác trong khu vực và giúp tỉnh Ninh Thuận có sự tăng trưởng khoảng 12% trong năm nay. Và để phát triển được năng lượng tái tạo thì cái hệ thống đường dây truyền tải là một lĩnh vực đột phá của đột phá. Do đó thì cái việc mà hoàn thành cái đường dây 500 kV cũng như là các cái hệ thống đường dây khác như đường dây 220, hệ thống đường dây 110 và các cái trạm biến áp là có ý nghĩa rất lớn trong cái việc xây dựng Ninh Thuận trở thành cái trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Đến thăm, khảo sát thực tế tại dự án trạm biến áp 500 kV và đường dây 500 kV, 220 kV Trung Nam, Thuận Nam tại tỉnh Ninh Thuận hôm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã hoan nghênh và đánh giá cao vai trò của dự án. Dự án này đã khắc phục được tình trạng chậm tiến độ các dự án truyền tải lâu nay. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh Ninh Thuận tiếp tục nghiên cứu, kêu gọi đầu tư thêm các loại hình năng lượng tái tạo mới để đưa kinh tế địa phương phát triển một cách bền vững. Sau hơn 6 tháng theo dõi liên tục, vào chiều ngày 7 tháng 7, Tổng cục Quản lý Thị trường đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động A05 Bộ Công an kiểm tra đột xuất một kho chứa hàng nhập lậu rộng hơn 10.000 m2 tại thành phố Lào Cai. Gần 100 cảnh sát cơ động và lực lượng của Tổng cục Quản lý Thị trường đã ập vào kho hàng có địa chỉ tại 145 Hoàng Diệu, thành phố Lào Cai. Đây là quang cảnh bên trong kho hàng lậu rộng hơn 10.000 m2 này. Ba nhân viên này được thuê để thay nhau bán hàng trực tiếp trên Facebook như thảo dần, giày đồng giá. Mấy mà mấy giờ đó? Có bài live stream 2 tiếng, 3 tiếng. Nó sẽ có 2 ca, 1 ca trưa, 1 ca tối. 8 giờ. 12 giờ và 8 giờ tối à? Sau khi bán hàng bằng cách truyền hình trực tiếp trên mạng xã hội, các đơn hàng này sẽ được 40 nhân viên ngồi máy tính chốt đơn hàng bằng phần mềm chuyên nghiệp. Sau khi live stream bán hàng và chốt các đơn hàng với khách hàng thì những sản phẩm hàng hóa như này sẽ được vận chuyển đi toàn quốc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là mỗi ngày sẽ có hàng trăm nghìn các sản phẩm hàng lậu, hàng giả, hàng nhái được tiêu thụ trên thị trường. Chủ của kho hàng là Trần Thành Phú, sinh năm 1992, có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai, cùng em gái của mình điều hành kho hàng. Các mặt hàng tại kho này chủ yếu là giày dép, kính mắt, đồng hồ và hàng tiêu dùng khác. Cơ quan chức năng đánh giá, đây là hoạt động có đường dây ổ nhóm. Hoạt động chủ yếu bằng bán hàng trên các nền tảng Internet và cả hoạt động bán buôn bán lẻ. Hoạt động rất là tinh vi. Thứ nhất là sử dụng live stream, tổ chức một cái số lượng live stream rất lớn đấy, vào những cái buổi tối hoặc là những cái giờ nhàn rỗi. Để là gì tiếp nhận được nhiều khách hàng trên toàn quốc với cái lời quảng cáo là hàng hóa mua từ Quảng Châu Trung Quốc và bán buôn trên toàn diện lãnh thổ Việt Nam. Chúng thông qua cái hoạt động như là vận chuyển chuyển phát nhanh của các hãng chuyển phát nhanh.
hiện toàn bộ kho hàng đã bị thu giữ và tiến hành kiểm đếm. Câu hỏi đặt ra là tại sao ngay giữa thành phố lớn tại Lào Cai, địa phương giáp danh biên giới, lại có thể tồn tại một kho hàng lậu có quy mô và số lượng lớn như thế này? Trong phần tiếp theo của bản tin, trước tình trạng số ca mắc bạch hầu không ngừng tăng, 1 triệu liều vaccine bạch hầu sẽ được tiêm cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến 14 tuổi tại 4 tỉnh Tây Nguyên. Hàng triệu sinh viên quốc tế đang theo học tại Mỹ, trong đó có các sinh viên Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ phải rời khỏi Mỹ nếu các trường đại học tại đây chuyển sang học trực tuyến. 1 triệu liều vaccine bạch hầu sẽ được tiêm cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến 14 tuổi tại 4 tỉnh Tây Nguyên. Thông tin tại cuộc họp khẩn phòng chống dịch bệnh bạch hầu do Bộ Y tế tổ chức diễn ra vào cuối giờ chiều ngày 7 tháng 7 với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực dự phòng điều trị. Báo cáo cho thấy số ca mắc bạch hầu hiện là 63 ca và đã có 3 ca tử vong. Đáng lưu ý là có 25 ca không có biểu hiện lâm sàng. Bạch hầu xuất hiện tại 13 huyện thuộc 3 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai và Đắk Nông. Tại khu vực có bệnh nhân mắc bạch hầu, tỷ lệ người lành mang trùng chiếm gần 50%, tỷ lệ tiêm chủng chỉ đạt có 13%. Các chuyên gia nhận định dịch bạch hầu tại khu vực Tây Nguyên năm nay có nhiều khác biệt như là trên nhiều địa bàn, đối tượng mắc ở nhiều lứa tuổi và tỷ lệ tử vong cao. Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu triển khai tiêm vaccine bạch hầu trên diện rộng cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến 14 tuổi. Trước mắt là sẽ tiêm cho 4 tỉnh Tây Nguyên là Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Kon Tum. Sau đó là các tỉnh có nguy cơ cao như là Quảng Nam và Quảng Ngãi. Dự kiến đến ngày 9 tháng 7, Bộ Y tế sẽ phát động tiêm vaccine bạch hầu tại Gia Lai. Đây chúng ta đảm bảo được bởi vaccine này là chúng ta tự sản xuất được, cho chúng ta không có vấn đề gì về vaccine. Tuy nhiên ý, là công suất sản xuất của chúng ta nếu như nó có giới hạn ý, thì chúng ta nên là gì? Là tiêm những cái vùng có dịch trước, sau đó tiêm lan dần ra những cái vùng mà chưa có dịch sau. Cho chúng tôi đề nghị là triển khai ngay cái việc mà uống thuốc điều trị dự phòng ở những cái người tiếp xúc và đặc biệt là ngay trong khu vực đó. Các đồng chí thành lập 4 cái tổ công tác vào nằm vùng ở 4 cái địa phương này. Tập hợp các chuyên gia của chúng ta bao gồm từ chuyên gia về truyền nhiễm, chuyên gia về hồi sức, chuyên gia về điều trị những cái bệnh khác. Đề nghị là các đồng chí nằm vùng trong 4 cái địa bàn này để làm sao vừa cầm tay chỉ việc, vừa đào tạo, vừa tập huấn, vừa giúp cho cán bộ y tế của chúng ta thực hiện cái việc này. Thưa quý vị, hàng triệu sinh viên quốc tế đang theo học tại Mỹ, trong đó có sinh viên Việt Nam, đang đối mặt với nguy cơ phải rời khỏi Mỹ nếu các trường đại học tại đây chuyển sang học trực tuyến. Đây là một phần trong những thay đổi vừa được Sở Di trú và Hải quan Mỹ đưa ra. Theo đó, tất cả các cá nhân có visa sinh viên sẽ không được phép ở lại Mỹ nếu trường quyết định học trực tuyến hoàn toàn trong năm học tới. Các sinh viên thuộc diện này sẽ phải về nước hoặc là chuyển sang cơ sở đối tác của trường ở các nước khác nếu có, nếu không sẽ phải đối mặt với việc bị trục xuất. Đồng thời, Mỹ cũng sẽ không cấp visa cho các sinh viên nước ngoài nhập học vào học kỳ mùa thu tới nếu như là các trường hay là khóa học mà những sinh viên này theo học chỉ giảng dạy trực tuyến. Cơ quan quản lý nhập cảnh tại biên giới của Mỹ cũng không cho phép những sinh viên này nhập cảnh vào Mỹ. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các trường đại học trên toàn nước Mỹ đang bắt đầu đưa ra quyết định chuyển dần từ học trên lớp sang học trực tuyến để phòng tránh sự lây lan của dịch COVID-19 trong trường học. Vâng, như vậy, nếu chính sách visa mới này được áp dụng thì hơn 24.400 sinh viên Việt Nam sẽ rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếng nói từ các du học sinh Việt Nam tại Mỹ. Bọn em đã chọn lớp rồi và nếu bây giờ bọn em chỉ còn khoảng thời gian ngắn, bọn em không kịp chuẩn bị và kiểu tất cả mọi thứ đều rối tung lên và bọn em không biết là bây giờ phải định hướng như nào nữa. Trong thời gian này thì tất cả mọi người biết là Việt Nam đang cấm nhập cảnh. Thật sự là kể cả bọn em muốn về, kể cả bây giờ có cái luật như này, nhưng mà để mà mua vé để về Việt Nam thực sự là rất khó khăn. Bọn em chỉ là còn cơ hội là mong chờ vào những chuyến bay giải cứu. Và em nghĩ là sau khi cái luật này ra thì em mong là chính phủ Việt Nam là sẽ cấp thêm nhiều chuyến bay để bọn em có cơ hội trở về nước. Vấn đề chuyển trường nó cũng rất là khó khăn bởi vì nó là cả một cái quá trình apply lại từ đầu và các cái tỷ lệ mà trường nhận mình bây giờ cái nó cũng khó khăn hơn, đặc biệt là mình là du học sinh nữa, bởi vì là họ cũng phải ưu tiên đối với những người là bản địa hơn. Thế nên là đối với em cái việc nộp hồ sơ lại, apply lại xong
chờ kết quả nó cũng là một cái quá trình ít nhất là 3 tháng và nó cũng tốn rất nhiều thời gian, công sức cũng như là sự lo lắng của bản thân và gia đình. Tại vì trong cái thời gian đấy mình luôn luôn ở trong cái trạng thái vô định, không biết là mình có thể ở lại bên Mỹ không hay là về Việt Nam như thế nào. Hiện tại thì em đang có quyết định là sẽ bảo lưu lại 1 năm. Thế nhưng mà trường em thì lại là một trong những cái trường mà sẽ có thể khả năng là học 100% online. Thì nếu mà em sau khi bảo lưu 1 năm mà em quay lại Mỹ thì sẽ cũng có khả năng là em sẽ bị đuổi về Việt Nam. Nếu mà có khả năng như thế thật thì em nghĩ là em sẽ phải chuyển trường. Visa còn đang khó để xin được, thế nên là nếu mà apply vào trường mới thì phải được nhận thì mới được cấp visa. Mà hiện tại thì visa xin còn chưa được gia hạn visa, thế nên là em nghĩ là việc quay lại Mỹ rất là khó khăn. Hạn hán đã khiến cho 120 trên 165 hồ chứa nước của tỉnh Bình Định khô cạn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, nắng nóng kéo dài tiếp tục làm cho lượng nước tại các hồ chứa trong tỉnh bốc hơi mạnh, tập trung tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát. Lượng nước tại các hồ chứa còn lại cũng chưa đạt 1/3 dung tích thiết kế. Khả năng nguồn nước tại các hồ chứa sẽ tiếp tục giảm mạnh bởi nhiều ngày tới thì thời tiết nắng nóng gay gắt hơn. Các địa phương vận động người dân tưới tiết kiệm để đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Du khách sẽ mất khoảng 3 giờ 15 phút để đi từ Cà Mau đến Nam Du và Phú Quốc khi đi tuyến cao tốc du lịch biển Cà Mau, Nam Du, Phú Quốc vừa chính thức khai trương vào sáng ngày 7 tháng 7. Đây là tuyến du lịch biển đảo đầu tiên của tỉnh Cà Mau. Chuyến tàu vận chuyển khách đầu tiên sẽ khởi hành vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy tuần này từ cảng khách Ông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau và sẽ đến cảng Bãi Vòng, huyện Phú Quốc, Kiên Giang vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày. Giá vé hạng phổ thông là 590.000 đồng một người. Thưa quý vị, một trong những bà mẹ nổi tiếng nhất trên màn ảnh Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến vừa qua đời vào cuối tuần vừa qua tại Hà Nội. Cả cuộc đời cống hiến cho điện ảnh và truyền hình Việt Nam, tham gia hàng chục bộ phim, chủ yếu chỉ đóng một vai người mẹ với mô típ điển hình mẹ Việt Nam, lam lũ, chịu thương chịu khó, tần tảo. Bà là một trong số ít những nghệ sĩ mà gương mặt và biểu cảm đã ăn sâu vào tâm trí khán giả khi mà nhắc đến vai người mẹ trên màn ảnh. Từ những bà mẹ nông thôn lam lũ, tần tảo trong Bao giờ cho đến tháng 10 hay Bông sen. Đến vai diễn người mẹ thành thị, cả một đời vì con vì cháu, nuốt nỗi đau vào trong, lặng lẽ, nước mắt chảy xuôi trong của để dành. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến đã hóa thân thành công vào hàng chục vai người mẹ, từ màn ảnh lớn đến màn ảnh nhỏ. Với số phận khác nhau, nhưng mẫu số chung trong các vai diễn của bà là những người mẹ tần tảo, phúc hậu, giàu đức, hy sinh. Trong thời kỳ đầu của phim truyền hình Việt Nam, những năm 80-90, thậm chí đã có cả một giai đoạn, chỉ có hai nghệ sĩ được khán giả ngay lập tức nghĩ đến khi nhắc tới vai diễn mẹ, đó là Hoàng Yến và Thu An. Cái vai của bác đôi khi nó rất là ngắn thôi, nhưng mà nó lại đóng cái vai trò rất là quan trọng để bật lên cái chủ đề về những hình ảnh của người phụ nữ. Trong cái của để dành thì bác ấy thể hiện một cái vai người mẹ rất là khó. Thực sự là vai một cái người phụ nữ cam chịu và ít nói, không bộc lộ gì nhiều và chỉ quan sát các con nó hành xử như thế nào. Và vui hay buồn thì đều qua cái ánh mắt. Thì tôi nghĩ đấy là một cái hình tượng của người phụ nữ mà bây giờ trên màn ảnh cũng rất là hiếm. Ngôi nhà nhỏ của gia đình, nơi ngập tràn những kỷ niệm về người mẹ hiền từ mẫu mực, vừa là người bạn, vừa là người đồng nghiệp và cũng là người thầy lớn của các con. Nghệ sĩ Thùy Hương, cô con gái thứ hai của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, nối bước mẹ theo đuổi nghiệp diễn xuất. Luôn coi bà là một thần tượng bởi lòng yêu nghề và không ngừng học hỏi, ngay cả khi bà chỉ sắm một vai diễn nhỏ trong phim. Lâu nay, cả phố cứ lấy gương gia đình bà để giáo dục con cái mình, bây giờ tùng tóe hết. Mình học của mẹ mình nhiều lắm. Học từ cái tính cần cù nhẫn nại và cái sự nồng hậu. Ở gần mẹ mình ai cũng cảm giác là được một cái sự yêu thương. Người mẹ ấy đã ra đi, nhẹ nhàng như cái cách bà sống trong đời, cách bà nâng niu mỗi vai diễn, cách bà hy sinh cả cuộc đời cho gia đình và hết mình cho những vai diễn, dẫu nhỏ, dẫu phụ, thậm chí chỉ xuất hiện trong một phân cảnh ngắn ngủi.
chim yến đã bay về trời. Nhưng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mà bà dày công xây dựng, khắc họa trong nhiều bộ phim kinh điển sẽ luôn sống trong lòng công chúng. Hình ảnh về những vai diễn để đời của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.